Ngày 1 tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã có báo cáo nhanh về vụ đuối nước khiến thiếu tá Trương Hồng Kỳ, phó chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự thị xã này tử vong khi cứu hai người dân bị sóng biển cuốn trôi. Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9, tại bãi biển Đồng Bé, thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, xảy ra vụ đuối nước khiến hai người dân bị sóng biển cuốn ra xa. Thời điểm này, thiếu tá Trương Hồng Kỳ đang cùng gia đình đang đi làm nhiệm vụ tại quê ở xã Xuân Thịnh. Khi phát hiện hai người dân bị sóng biển cuốn trôi ra xa bờ, thiếu tá Kỳ đã nhanh chóng bơi ra cứu hai người dân đưa vào bờ. Tuy nhiên, do sóng to nên ông Kỳ bị kiệt sức. Thấy sự việc, nhiều người dân đã đến đưa ông Kỳ vào bờ để hô hấp sơ bộ và đưa đến trung tâm y tế thị xã Sông Cầu cấp cứu nhưng không qua khỏi.